Trên sân Montjuic, sân nhà của Barca mùa này, trong lúc chờ xây mới sân Camp Nou, đoàn quân dưới trướng Xavi áp đảo khi kiểm soát bóng 70%, dứt điểm 22 lần với 9 cú trúng đích so với 3-1 của đội khách. Felix sau khi ghi bàn đầu tiên cho Barca trong trận thắng Betis 5-0 ở La Liga ngày 17 tháng 9 trở thành người hùng của đội ở trận thắng Antwerp hôm qua. Trong 68 phút hiện diện trên sân, Felix chỉ dứt điểm 2 cú và có một key pass, đường chuyền quyết định, nhưng đều cụ thể hóa cả 3 tình huống đó thành 2 bàn thắng và một đường kiến tạo. Felix từng bị cho là hết tiềm năng phát triển ở Atletico Madrid và chỉ đến Barca vào cuối phiên chợ hè vừa qua theo diện cho mượn. Nhưng màn trình diễn đỉnh cao hôm qua giúp anh được trang WhoScore 9.5 điểm cao nhất trận. Tiểu ban kỹ thuật UEFA cũng ghi nhận đóng góp to lớn về chuyên môn của Felix cho Barca khi trao anh giải cầu thủ hay nhất trận. Felix trong pha dứt điểm chìm mở tỷ số cho Barca. Bàn đầu tiên của Felix đến ở phút 11 và cũng là bàn mở ra chiến thắng cho Barca. Trong pha ban bật nhịp nhàng trước vòng cấm, tiền đạo đeo áo số 14 nhận đường chuyền của Ilkay Gundogan, ngoặt bóng sang chân phải rồi sút chìm về góc gần khiến thủ thành Jim Bates chôn chân. 9 phút sau, Felix tiếp tục để lại dấu ấn với pha tạt về cột xa để Robert Lewandowski đệm cận thành nhân đôi cách biệt. Nhờ đó, anh thành cầu thủ Barca thứ tư vừa ghi bàn, vừa kiến tạo ở màn ra mắt Champions League kể từ mùa năm 2003 đến năm 2004 sau Maxi Lopez, Sergio Busquets và Ferran Torres. Trong khi đó, Antwerp là câu lạc bộ thứ 33 mà Lewandowski xé lưới tại Champions League thông số chỉ kém Karim Benzema, 34, Cristiano Ronaldo, 38 và Lionel Messi, 40. Với 35 tuổi 29 ngày, tiền đạo Ba Lan còn thành cầu thủ Barca lớn tuổi nhất lập công ở Champions League, vượt qua Gerard Pique ở trận gặp Dynamo Kyiv vào năm 2021 với 34 tuổi 260 ngày. Phút 22, đến lượt Rafinha lên tiếng với tình huống giạt trái và tạt bóng chạm hậu vệ Gen Batay vào lưới. Bàn thắng được tính là pha phản lưới nhà của Batay. Đầu hiệp 2, từ tình huống lộn xộn trong vòng cấm, bóng đến chân Gavi để tiền vệ Tây Ban Nha dứt điểm tung nóc lưới đội khách, nâng tỷ số lên 4-0. Bữa tiệc bàn thắng tại Montjuic khép lại ở phút 66, khi Rafinha tạt về cột xa để Felix đánh đầu vào lưới trống, hoàn tất cú đúp và ấn định tỷ số 5-0. Felix thành cầu thủ Barca thứ hai góp dấu giày vào 3 bàn, 2 bàn, 1 kiến tạo trong trận ra mắt Champions League kể từ mùa năm 2003 đến năm 2004, sau Robert Lewandowski với cú hat-trick ở trận gặp Victoria Pilsen năm 2022. 2 phút sau, Xavi rút Felix rời sân và thay thế bằng Lamine Yamal. Với 16 tuổi 68 ngày, Yamal là cầu thủ trẻ thứ hai ra mắt Champions League sau Youssoufa Moukoko với Dortmund khi mới 16 tuổi 18 ngày. Diễn biến chính trận Barca 5-0 Antwerp, Barca khởi đầu hoàn hảo ở Champions League nơi họ đặt mục tiêu lần đầu vượt qua vòng bảng kể từ khi chia tay huyền thoại Lionel Messi. Ở hai mùa gần nhất, với Xavi trên băng ghế chỉ đạo, Barca đều dừng bước từ vòng bảng Champions League. Mùa năm 2021 đến năm 2022, đội đứng thứ 3 vòng bảng và phải xuống đá Europa League nơi họ thua anh chắc Frankfurt với tổng tỷ số 3-4 ở tứ kết. Kịch bản tương tự diễn ra ở mùa trước khi Barca tiếp tục.